Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là mùng 1 Tết Tân Sửu. Hiện tại thì ngày mùng 1 mình sẽ đi hái lộc đầu xuân bằng cách đi hái dâu tây. Let's get Một câu hỏi mà rất nhiều người nhắn tin với page của Chimmy là Tết này Chimmy còn làm việc không? Các bạn yên tâm nhé, Chimmy tất cả các farm đều làm việc tất cả các ngày trong tuần. Và Tết này thì mở thông Tết luôn. Đây là dâu tây của hôm nay. Chín cực nhiều luôn. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi hái lộc thôi. Đối với các vị khách mà đến với Chimmy Farm Mộc Châu hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị một giỏ nguyên là dâu tây để mời các vị khách. Hiện tại đang là chính vụ dâu nên là dâu tây chín rồi, dâu tây mà sắp chín rồi, hoa dâu tây cũng rất là nhiều. Chỗ kia kìa. Nhiều chưa? Các bạn yên tâm là Tết này đến với Chimmy Farm thì hái thoải mái, hái mỏi tay. Dâu tây cực nhiều. Wow, hàng này. Hoa, quả. Bắt đầu lao. Làm một trái trước nhỉ. Một chùm long quả luôn. Hay lộc đồ lắm. Ngon quá. Đi một hàng này thôi vài cân là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ hái. Tính ra mình sẽ xếp thành đầy một cái giỏ này cho các bạn xem. Đó, đứng ngồi một chỗ thôi. Ngồi một chỗ thôi khoảng thật nhiều luôn. Mới được 30 giây thôi, chắc tầm bấy. Mình được nguyên một giỏ rồi. Sắp được nguyên một giỏ thôi. Dâu tây chín cực nhiều luôn. Mỗi chùm 2 đến 3 trái. Tiếp tục lao. Đây là giống tây Hàn Quốc nha. Quả rất thơm, mọng nước. Thơm và mọng nước, vị ngọt. Bỏ sót một quả. Bỏ sót. Thực ra không phải là một quả mà là rất nhiều quả. Rồi, để cho các vị khách tiếp theo có thể hái được. Cực nhiều quả chín luôn. Ok. Đây rồi. Mình quyết định sẽ chỉ đi một hàng này thôi. Một hàng này mình sẽ hái sạch cái hàng này và những ngày đến sau thì họ sẽ lựa chọn hàng khác. Đó. Đây. Rồi. Sắp được nửa giỏ rồi. Đó.
Đó, các bạn thấy không? Mình đi nửa hàng thôi, còn nửa hàng còn lại đây này. Bán đã được nửa giỏ rồi. Trong khi đó là cả khu vườn này. Cả khu vườn này cũng là của mình. Cực kỳ nhiều dâu. Bây giờ thì mình sẽ ra vườn hái dâu Nhật. Dâu Hàn ở trong nhà kính, sau đó còn dâu Nhật ở bên ngoài. Ngon không? Hấp dẫn nhá. Cực kỳ hấp dẫn. Vườn cà chua đang lớn. Cà chua đây nữa. Bây giờ mình đang có mặt ở vườn dâu tây Nhật của Chimmy Farm. Các bạn có thể thấy không? Quả đây này. Kích thích không? Dưng quả luôn. Chịu chịt quả. Các bạn yên tâm đi, đến với Chimmy Farm thì thoải mái, dâu hải hái nhá. Thoải mái. Tất cả các farm ở Mộc Châu hay là Hà Nội thì dâu tây cũng nhiều như thế này hết ạ. Cực kỳ nhiều dâu tây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lựa chọn hàng nhiều nhiều quả chín nhất. Tết này đến với Chimmy Farm hái dâu tây. Quả đầu tiên. Đấy, dâu tây các bạn thấy không? Một bên là dâu tây Nhật Bản, còn đây là Hàn Quốc. Chú tiếp theo, chú tiếp theo, thoải mái đấy, một chú tiếp theo, lại một chú nữa, à, to chưa, họ, chú nữa đây rồi, với quy mô 4 hectare thì không Chimmy Farm không chỉ là phục vụ khách du lịch đâu các bạn nhé. Còn cung cấp dâu tây xuống thị trường Hà Nội. Ở đâu đó các cửa hàng của Hà Nội thì hoặc là hệ thống kênh bán lẻ online thì các bạn đã thấy những hộp dâu của Chimmy Farm loan tỏa các phố phường Hà Nội. À, bên kia quả, bên kia. Bên kia. À, quả to chưa? Đây. Một quả to. Bên cạnh một quả nhỏ. Quá kích thích. Đây rồi. Một quả nữa. Muốn mình thử một quả này không? Quả dâu khủng hồ. Ngọt. Ngọt quá. Chỉ còn lá. Ăn được món gió rồi. Mình chỉ đi một luống thôi có lẽ là cũng đầy quả. Đây rồi. À, nhường cho các bạn khách tiếp theo có thể hái được. Tên một rổ dâu tây.